Và bây giờ, chúng ta hãy nghe những lời tâm tình của huynh trưởng Yuka Nguyễn Quyết Thắng từ Hòa Lan, cũng như sự góp mặt của đoàn Yuka Hòa Lan. Xin kính chào quý vị cùng các Yuka viên phong trào Yuka Việt Nam. Đã bao năm trôi qua, bao người dân Việt đã phải bỏ quê hương đất nước để tìm một khung trời tự do đúng nghĩa. Người Yuka viên vẫn phải làm nhiệm vụ phản ảnh lời than của đồng loại bằng ngôn ngữ thi ca để truyền bá cho nhau niềm tin yêu dân tộc, vững niềm tin và đoàn kết thương yêu nhau, dắt chiều nhau cùng tìm về một con đường tươi sáng mai sau. Như những bậc đàn anh thường nhắc nhở chúng ta như thế. Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề hay ôm mối hận, trăn trở và phải bắt tay thực hiện những kết quả thực tiễn mà ta có thể làm được, như là hướng dẫn sinh hoạt với các em thanh thiếu niên, kể cả tập nói tiếng Việt, phổ biến dân ca, những bài ca khai phá và nhận thức ca, tạo tình đoàn kết bằng những buổi gọi mời sinh hoạt chung, du ngoạn ngoài trời hay cắm trại, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến và phát huy khả năng sáng tác những bộ môn về ca, vũ, nhạc kịch, kể cả văn và họa. Tai ương rồi cũng sẽ qua đi. Các Yuka viên lại có dịp cùng đứng lên nhau, hát vang tình tự dân tộc, ca ngợi tình yêu thương nhân loại và hát lớn lời chính khí vững bền. Mình chúc tất cả luôn vững bền và nhiều sức khỏe để hát to và viết khỏe. Cũng trong dịp tưởng nhớ con chim đầu đàn Nguyễn Đức Quang của phong trào Yuka Việt Nam đã lìa xa, xin gửi đến các bạn và các Yuka viên nghe lại một đoạn tâm tư sâu lắng của anh nhắn nhủ với chúng ta trong dịp sinh hoạt với đoàn Yuka Hòa Lan và ca khúc cho nhau trong đêm sinh hoạt Yuka tại Hòa Lan. Trân trọng cảm ơn quý bằng hữu và Yuka viên khắp nơi. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chúng ta là những người mà phải đi xa, phải khổ sở, phải đấu tranh với thần chết và để cuối cùng chúng ta có được cái sự tự do. Cái giá đó là quá lớn. Nhưng cái giá đó, theo tôi nghĩ, không phải là chỉ dành riêng cho chúng ta hưởng. Chúng ta mong muốn những người đồng bào của chúng ta ở trong kia cũng hưởng. Họ cũng được những cái điều như thế chứ. Họ cũng xứng đáng để được những điều sung sướng chứ. Gạt bỏ ra những kẻ cầm quyền, những người đi theo một cái chủ nghĩa mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nhưng đó là cái vấn đề của chủ nghĩa. Đó không phải vấn đề của con người Việt Nam. Thì trong cái nỗi khổ của họ hiện tại, chúng ta cũng muốn chia sẻ với họ. Chúng ta chia sẻ với nhau. Chia sẻ đầu tiên là gì? Là một cái tình thương yêu nhau cho nó đậm đà, cho nó thật là thân thiết, cho nó ý nghĩa đầm thắm. Và tôi nghĩ rằng cái giải toán, cái bài toán của đất nước Việt Nam, của cái dân tộc Việt Nam phải là một cái bài toán dựa trên cái tình thương yêu con người với con người. Chúng ta bây giờ đang đi trên một con đường không có người chỉ huy, không có người lãnh đạo. Chúng ta cũng thương cho tất cả những người ở trong nước, họ cũng không có người lãnh đạo, không có bảng chỉ đường. Ước mong về một ngày đó, tôi xin ghi lại trong cái nhạc phẩm nằm ở trong cái tập Quê Hương Mênh Mông, đó là bài Nào Ai. Nào ai đứng trước tôi, nào ai bên cạnh tôi, nào ai chỉ cho tôi biết tên con đường về ngày mai. Đường cao xa như bóng bay, mà đường gần thì xương máu đầy
đâm chém nhau, giết nhau. Những đường này chúng tôi đã quen biết và từng đắng cay. Nào ai đang gấm hoa, nào ai đang ước mơ, nghĩa là người giàu cũng như người nghèo đang mơ ước. Nào ai hồn thao thức, thấy quê nhà ngày mỗi xa. Ngàn phương vẫn cứ đi đường ơi không bến bờ, ngựa hổ ngày mỏi vó cũng quay về chốn quê nhà. Và chúng ta mong ước, hãy cùng tôi hát lên lời ca ngợi tình yêu thương của con người, đó là căn bản. Cheese.
dùng tôi một đường tơ. Ta thương nhau, yêu nhau, hoặc là ta muốn làm các người cảm ơn các cháu. Thì người ta tặng nhau cái gì? Ta tặng nhau là những vật quý giá, bằng tiền bạc, bằng những bảo vật, hoặc là bằng kích thước nữa. Nhưng mà người ta quên đi là có những chuyện rất tầm thường có thể cho nhau và vật quý như thường. Vậy thì ở đây chúng ta cho nhau những gì? Bây giờ chúng ta cũng lại hát giống như từ nãy nha. Quý vị hát giùm tôi cái khúc tiểu khúc. Cái khúc tiểu khúc như thế này: xin cho tình nồng nàn, xin cho lời dịu dàng, xin cho đừng bàng hoàng, xin cho dù muộn màng. Xin cho tình nồng nàn, xin cho lời dịu dàng, xin cho đừng bàng hoàng, xin cho cho nhau một nụ cười, cho niềm tin đi tới, cho nhau lời gọi mời, đường lại có xa xôi, cho nhau lời tỏ bày là ngày vui biến mây, cho nhau là mong nhớ một giấc mơ sum vầy. Cho nhau lời dịu hiền, cho khổ đau tan biến, cho nhau lời nguyện cầu, cuộc đời có bao lâu, cho nhau một lời chào, một bình đang rơi, cho nhau niềm vui mới, lệ ướt trên mi đầy. Cho nhau tình loài người trong vòng tay thế giới, cho nhau lòng thật thà là hạnh phúc không xa, cho nhau lời thì thầm một vòng tay êm ấm, cho nhau lòng mong ước một nước non yên bình. Xin cho nồng nàn, xin cho lời dịu dàng, xin cho đừng bàng hoàng, xin cho dù muộn màng. Cho nhau một nụ cười, cho niềm tin đi tới, cho nhau lời gọi mời thì đường dài có xa xôi, cho nhau lời tỏ bày là ngày vui biết mấy, cho nhau là mong nhớ một giấc mơ sum vầy. Xin cho tình nồng nàn, xin cho lời dịu dàng, xin cho đừng bàng hoàng, xin cho muộn màng. Cho nhau tan biến, cho nhau lời nguyện cầu, cuộc đời có bao lâu, cho nhau một lời chào, một bình minh đang tới, cho nhau niềm vui
lệ rớt trên mi đầy. Xin cha tình ngập ngàn, xin cha lời dịu dàng, xin cha tình loài người trong vòng tay thế giới, cho nhau lòng thật thà là hạnh phúc không xa, cho nhau lời thì thầm một vòng tay êm ấm, cho nhau lòng mong ước một đoàn du ca Nam Cali năm nay rất hân hạnh đã kêu gọi được và đã được sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của các anh chị em du ca khắp nơi trên thế giới. Quý vị đã nghe du ca Hòa Lan, du ca Sài Gòn, Việt Nam. Quý vị đã nghe du ca Úc Châu và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức đoàn du ca San Diego và đoàn du ca Bắc Cali sẽ trình diễn quý vị và mời quý vị cùng hát chung những nhạc phẩm kế tới. Hãy subscribe.
đất nước này quy khôn đã mấy phen. Giờ ra vang tràn khắp quê hương này, ngày từng ngày tàn phá non sông. Nhà Việt Nam muôn năm quyết chống quân bao tàn, nước dân ta đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Đường Việt Nam hôm nay vinh viên công thua bại, quyết đứng lên cùng nhau giữ quê hương an toàn. Dân ta ơi vùng lên không cúi đầu, đất nước này mãi mãi không mất đi. Nhà Việt Nam ngoài hùng khắp bốn phương kiêu hùng, cùng một lòng gìn giữ non nước nhà. Soi bao tháng ngày, đất nước này nguy khôn đã mấy phen. Giờ giặc lang tràn khắp quê hương này, ngày từng ngày tàn phá non sông. Nhà Việt Nam muôn năm quyết chống quân bao tàn, nước dân ta đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Đường Việt Nam hôm nay vinh viễn không thua bại, quyết đứng lên cùng nhau giữ quê hương an toàn. Dân ta ơi vùng lên không cúi đầu, đất nước này mãi mãi không mất đi. Nhà Việt Nam ngoài hùng các bốn phương kiêu hùng, cùng một lòng gìn giữ non nước nhà. Nhà Việt Nam muôn năm quyết chống quân bao tàn, nước dân ta đang đứng trước nguy cơ diệt vong.